Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con cô bác nha. Hôm nay bên salon Trần Anh lại về tiếp tục thêm một con Hyundai Avante. Con này hàng nhập khẩu nguyên con, số tự động, cửa sổ sunroof. Đồng sơn em nó bận cho em nó một cái áo màu đen anh chị nha. Sơn rin còn phụ được 70% trên chiếc xe, cản trước lại có sơn dập. Hai cụm đèn nguyên rin theo xe, không có dấu hiệu là trời chùi biểu tượng của Hyundai nè. Trang bị là cùm thắng ABS 4 vỏ mới 90% anh chị nha. Đẹp chưa? Một màu đen. Xe này bên em cũng đã đưa qua công nghệ xử lý, làm đẹp hết toàn diện rồi. Biểu tượng của logo Hyundai nè. 4 thắng ABS anh chị nha, gầm bề ở trong nè. Em này sản xuất năm 2009, hàng nhập khẩu nguyên con luôn nha. Hồ sơ bên em cầm tay rồi, anh chị đã mua bên Trần Anh ký giấy chưa? Giá cực kỳ là ổn định đến với tay người tiêu dùng luôn. Bốn vỏ đẹp như nhau anh chị nha. Bốn vỏ là mâm đúc của Hyundai, gầm bề ở trong nè. Đó, những cái sống gân nhựa nguyên bản theo xe, còn nguyên rin luôn. Có nhựa ở trong nè, không có một chút xíu bụi mọt đâu. Thắng ABS hết nha anh chị. Hai cục đèn Avante 209, hai cục đèn nguyên rin, không một dấu hiệu độ chế, biểu tượng của logo Hyundai. Con này trang bị màn hình cam gia đầy đủ rồi nha. Đây là mắt cam gia nè. Đó, hai cục đèn là máy F16, máy F16 1.6 anh chị nha. Nguyên rin hết, nhập khẩu đó anh chị. Đẹp chưa? Bóng lắm. Bần chêm nó một cái áo màu đen nha. Nước da đen. Lâu lâu nhìn trâu nó mới đẹp nha. Đó. Gầm bề. Anh chị thấy bốn vỏ mới tinh không? Gầm bề ở trong có xíu bụi mọt nè. Bốn cánh cửa không dưới là tông va luôn. Đây anh chị ạ, bốn cánh cửa nè. Keo chỉ bốn cánh, không mất phân nào nha. Đó, đẹp len keng luôn. Bảo lộc đang mưa anh chị nha. Tấm bi cửa những vân gai nè. Dòng này thì anh chị dòng Hyundai này người ta không có chạy dịch vụ, cho nên anh chị đừng hỏi Trần Anh là có dịch vụ hay không. Tấp bi nè, tấp bi phụ nè, học tùy tay nè, ghế, bộ ghế da là nguyên riêng theo xe nè. Đây là ghế da là nguyên bản theo xe riêng từ AMZ nha. Đây là anh chị ạ, khay đựng nước nè, đầy đủ trên con xe rồi, nhìn rất là đẹp nha. Đó, phía sau nỉ nè, trần nỉ, bọc ni lông cách nhiệt hết toàn diện nha. Giá cực kỳ là hợp lý đến với tay người tiêu dùng. Bản lề trong nách nè, nó không một dấu hiệu là cứng đục tông ve đâu nha anh chị nha. Bốn cánh chính điện nguyên rim nguyên bản hết theo xe nhá. Đó, chất đóng cửa liền chưa, đóng rất là chất. Con Hyundai Avante màu trắng đời 2012 sáng khách của Trần Anh từ dưới Đồng Nai đã lên lấy rồi nha. Ngày hôm nay cũng bán là khá là tương đối xe, năm con Nuvira cũng bán rồi nè anh chị nè. Đó, anh chị thấy Nuvira không? Tôi ra bán luôn. Đó, rất là đẹp. Anh chị mua về anh chị chỉ việc chạy thôi. Biểu tượng của kính Hyundai nè, không có dấu hiệu là thay thế luôn nè anh chị nè. Đó, kính Hyundai đây. Rin hết, tắp bi nè. Đây là phần tắp bi nha. Những cái vân gai nè. Đây là chất xe gia đình đang sử dụng. Không có dấu hiệu tông va, bốn cánh cửa đều lắm, những sóng lường nè. Đó, chạy miệt mài theo em nó luôn, về tới chân trời góc biển luôn nha. Nè anh chị coi chiếc đóng cửa nè. Đây nè, cực kỳ hít thấy không, tuyệt vời lắm. Tắp bi đây kết hợp nè. Con này là có gương cực cực từ mở nè. Đó, chị thấy không, chỉnh điện, lóc kính, khóa kính đầy đủ trên con xe rồi nha. Mở nhỏ nhẹ đi em, anh bị vi phạm bản quyền YouTube đó. Báo đèn cửa là còn nguyên rin luôn nè anh chị nè. Bè để chân nè. Đây là phần mở cốp thông minh, mở cốp điện nè. Vừng ơi mở ra. Đó, mở rồi đó anh chị. Đây nè, bè để chân nhiều nguyên bản theo xe nhá. Mạc tem nguyên rin theo xe là những sóng lường nè. Đó, không một dấu hiệu là đâm vai cứng đục luôn nha. Bộ ghế rin nè, qua thời gian năm tháng nó có bị rạn nứt một xíu lớp da đây nha. Đây là ghế da rin theo xe. Trang bị cho em nó màn hình nè anh chị ạ. Đề máy cho em. Chưa đề máy đúng không? Đó, máy nổ rất là nhẹ nhàng luôn. Trang bị cho em nó một cái đầu Pioneer nhé. Kết nối Bluetooth đầy đủ trên chiếc xe rồi.
Đây là đầu báo với một cái đầu hồ báo giờ nè, điều hòa tự động nè anh chị. AC nó điều hòa tự động hết đầy đủ nhé. Auto on off tem lớn nhỏ đây nè. Đó, nhiệt độ nè, chỉnh xuống 16 độ. Quẹt lớn gió nhỏ nè. Còn đang hoạt động anh chị nhé. AC là dưới trong ra ngoài con số nè. B là đầu đổ R Lui N là mo D3 D2 D1 là chế độ cơ nhé, chế độ sàn chỉ xài cơ nhé. Học để đồ nè. Đó. Kết hợp là tẩu sạc AUF, tẩu sạc đèn thuốc nguyên rin cho xe luôn nè. Sấy ghế nè. Đó, chừng anh đang ngồi cảm giác nó nóng rồi. Đây là sấy ghế nha, đây là có chương trình sấy ghế nè. Bấm vô đây nè. Bấm vô đây là anh chị ngồi đây anh chị sẽ cảm thấy nó nóng rồi. Đó, chừng anh đang cảm thấy nó nóng lên dần dần rồi nha. Đó, sấy ghế rồi, nóng rang rồi anh chị ạ. À. Nóng lắm. Đó, tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời. Trên đây là kết hợp phần tắp lô chủ nhà dán toàn bộ carbon, nhìn xe rất là cá tính. Trang bị là hai túi khí bên phụ nè. Đây là những cái vân gai trên phần vô lăng nè. Không có dấu hiệu bị fiber, học để đồ nè. Ranger mua về là chạy thôi. Đó, phần tắp lô đây. Vô lăng nè, những cái vân gai trên phần vô lăng nè anh chị ạ. Đây nè. Đèn còi rất là lớn, kết hợp là cuộc gọi đàm thoại đầy đủ trên con xe nè. Vô lin lớn nhỏ nè, điều chỉnh ở đây hết toàn diện nè. Đây là trang bị túi khí nè, đồng hồ đi 112.320 km rồi nha. Đây nè anh chị, đó, đèn sáng chưa, sáng cực sáng luôn. Mở cốp sau trên đồng hồ không có một dấu hiệu lỗi lầm nha. Đây có chức năng nè, sấy kính trước nè. Đây có chức năng là sấy kính trước nữa nè. Chỉnh đèn sáng tối nè anh chị nè. Còn đang hoạt động nè, sáng hết cỡ nè. Đó, trang bị cho em nó là có một cái ông, cái một người ca sĩ đang nguyên rất là dễ thương, cá tính nhất cuộc sống luôn. Sống ở nước ngoài nha, mà Trần Anh cũng chẳng biết sống nước nào nữa. Đây nè anh chị ạ, à, những cái vân gai nè. Đó, vân gai trên vô lăng nè, mới tinh chưa? Thấy chưa? Rất là mới mẻ luôn. Mua về là chạy thôi, trang bị nè. Đây có màn hình định vị GPS đầy đủ trên con xe. Kết hợp là gương chống chói ban đêm nè. Co đây nè anh chị ạ, có cả cửa sổ sunroof nè, side up nè, mở nè. Vừng ơi, mở ra đi em. Đó, đóng lại nè. Thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Đời 2009 thôi nhưng mà đầy đủ chức năng, không thiếu bất cứ một khoản gì hết. Đây là ưu tiên đây. Ưu tiên đang hoạt động nè. Trên đồng hồ nè. Đó, con số tự động pin theo xe từ anh Z nha, trang bị là lóc khóa mở cửa tự động từ xe, nguyên bản theo xe luôn. Bốn cánh cửa chỉnh điện rất là nhẹ nhàng. Đây anh chị coi bốn cánh chỉnh điện nè. Đó chị thấy không, bốn cánh chỉnh điện nè, rất là mượt mà. Hồi sáng có một người anh trai cũng lên mua con Hyundai Avante bên Trần Anh rồi nhá. Phải nói lên là anh coi xe là anh không có lời gì anh chê luôn. Về gọi cho Trần Anh kêu là Trần Anh ơi đi anh chạy về tới Đồng Nai rồi đi sướng quá. Đi sướng thì tối nay gia đình giết gà giết heo ăn mừng nha. Luôn luôn bán những dòng xe tốt nhất đến với tay người tiêu dùng nha. Bên Trần Anh cam kết với toàn thể tất cả anh chị, không bán những xe lỗi, không bán những xe dập nát cho anh chị luôn. Phải tạo dựng cho mình một cái nền tảng từ lúc ban đầu, và để về sau này anh chị nha, là một thương hiệu luôn luôn được anh chị quan tâm, để ý và tìm hiểu mẫu xe bên Trần Anh ô tô nhé. Dọn kỹ lắm, bên em dọn xe là đảm bảo với anh chị. Anh chị sẽ không tìm được chỗ nào dọn xe đẹp bằng bên em đâu. Chắc chắn rồi, một xe đã qua sử dụng thì chắc chắn về bên em phải dọn rồi. Chứ còn mà để như vậy mà để nói mà để bán cho anh chị thì chắc chắn anh chị lên anh chị sẽ không ưng. Trần Anh, ý Trần Anh đang nói đây là công nghệ dọn dẹp bên em á. Đảm bảo với anh chị đi 63 tỉnh thành không có chỗ xe nào mà dọn dẹp đẹp bằng bên Trần Anh ô tô đâu. Cam kết và khẳng định điều đó luôn anh chị. Học để đồ đầy đủ nè, nguyên rin hết từ anh Z nè, hai khay nè, đó, khay lớn khay nhỏ nè, côn số nè, những cái vân gai nè, không có dấu bị phai mờ luôn là anh chị coi nè, rin chưa, cần số nè, nó từng học nè, dòng này thì nó không có dịch vụ hay là cứng đục nên anh chị yên tâm, lót sàn nè, nách cửa nè, đó, đây là phần trong nách cửa người ta là có sơn dập, đó, những cái đinh bấm anh chị thấy không, không dấu bị phai mờ luôn, đó, trong nách đó, đó là phần nách, mở nắp capo cho anh đi thôi.
Đây là những sóng lường nè, không một dấu hiệu tông va nha, móp méo luôn nhá. Bề ghế nguyên bản theo xe nè, rin từ anh Z luôn, máy móc là cực kỳ là chất. Biểu tượng của Hyundai Courier đến từ Hàn Quốc hàng nhập nha, đăng kiểm là hết sức luôn, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2019 hết đăng kiểm rồi. Anh chị mua chừng anh đăng kiểm cho anh chị một năm nhé. Máy đang hoạt động rồi, chất máy nổ rất là khô ráo nè, máy đang hoạt động rồi, nổ rất là êm anh chị nhá. Dàn giá đỡ của thân máy nè, còn nguyên riêng đệm dàn nhá, kèo cột nguyên bản là những cái sóng trụ nè, không có dấu hiệu đâm va cấn đục luôn nhá. Hai bên là sóng lường nè, ốp nguyên bản theo nhà sản xuất nhá. Đây là những con tán nè, dàn trước nè, boe nè, đây là boe bụi heo anh chị nhá. Kẽm miếng gió đầy đủ trên con xe rồi, đệm dàn giá đỡ của nắp capo nè, nguyên rin nè, đây nè, rin chưa, keo chỉ bốn cánh là từng con tán nè, là từng con tán không có dấu hiệu là khui mở nè anh chị ạ. Đó, còn nguyên bản rin từ anh Z luôn. Đó, đẹp chưa, rất là đẹp, không một dấu hiệu đâm va đâu nha anh chị nha. Mạc tem nguyên rin theo xe nè, còn nguyên rin luôn nè, những cái rin bấm nhựa nè. Đó, chất xe siêu cọp. Ngày hôm nay Trường Anh gieo được rất là nhiều xe nữa. Ngày hôm nay bên Trường Anh gieo được rất là nhiều xe. Captivan, tài xế đang trên đường giao xe cho một người anh trai. Rồi Jolly cũng chốt cọc. Hyundai Avante cũng bán, dây cũng bán luôn, Nubira cũng bán luôn. Bán nhiều xe lắm chị ạ, bán hết xe rồi. Anh chị đam mê về dòng Hyundai hàng nhập này thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô, giá cực kỳ siêu rẻ. Hyundai Avante sản xuất năm 2009, hàng nhập khẩu nguyên con nha. Đây nè, chị là báo đèn phía sau nè, còn nguyên rin luôn nè, cốp ở trong nè, sạch sẽ chưa, không có một tí bụi mọt nha. Phía trong toàn bộ nỉ hết rồi. Đây là phần cốp nè anh chị, mạc tem ở trong nè. Đó, anh chị phần cốp chưa, không một xíu bụi mọt luôn, không một chút bụi nha, mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Áo rin đét nỉ cách nhiệt nắp capo phía sau nè. Đây là keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè. Đó là dòng Hyundai Avante đó, 209, số tự động, cửa sổ xăng rút, hàng nhập khẩu nguyên con, dòng xe đã qua sử dụng. Máy 1.6 nha, mức độ tiêu hao nhiên liệu của này 7 lít thôi, 7 lít trên 100 km. Hàng thương hiệu anh chị. Bên em còn con Isuzu này thì một người em trai, bữa Trần Anh bán cho một người em trai giá rẻ cực kỳ luôn, 135 triệu, nhưng mà người em trai gọi điện thoại cho Trường Anh ô tô, em không xoay kịp tiền, thì người em trai có chuyển cọc cho Trường Anh là 10 triệu. Đó, xe có sao báo vậy, có chuyển cọc cho Trường Anh là 10 triệu, thì em không xoay được tiền, Trường Anh gửi cọc lại cho em nha. Đó, Trường Anh đã gửi cọc lại cho em rồi nha. Em cọc xe cho Trường Anh, em khó khăn, em không đủ điều kiện em lấy, Trường Anh cũng không có bao giờ lấy cọc của em đâu nha, Trường Anh trả cọc cho em luôn. Nếu mà chắc em xem được clip này thì em phải biết được điều đó. Đó, người em trai đi xe lắm. Xe này được trước Trường Anh đăng 145 triệu đó anh chị. Anh chị nào mua thì Trường Anh bán tiếp cho nha. Mình sống bằng cả một cái lương tâm, 50 triệu không đủ để làm giàu cho Trường Anh đâu nha. Làm giàu cho Trường Anh cần cái chữ tín của em, một cái chữ tín thôi, đi đôi với cái nghề nghiệp và cái lương tâm đạo đức luôn. Đấy, phong dáng là anh chị. Rất là nhiều trường hợp đi giao xe gặp rất là nhiều cái chuyện
hoái âm trong cuộc sống luôn. Không phải là xe bị vấn đề gì, nhưng mà một con xe có 50-60 triệu mà đưa vô hãng, đưa vô máy test thì Trần Anh cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng mà những khách đó là Trần Anh trả cọc hết, không lấy một đồng. Nó uy tín như là như vậy đó, cũng chẳng cần nói nhiều nữa làm gì. Chiếc xe luôn luôn là niềm tự hào, là sự đam mê, là nguồn sáng tạo của bên Trần Anh luôn. Isuzu máy 2.5, máy dầu, bánh gầm. Anh chị thích dòng Isuzu này thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Bên em bán giá 145 triệu anh chị mua, Trần Anh có bớt cho anh chị nha. Trang bị màn hình cam dê đầy đủ trên con xe rồi. Đây nè anh chị, trang bị màn hình cam dê đầy đủ trên con xe rồi nha. Màn hình nghe nhạc nè, đây nè. Đó, màn hình cam dê nó nằm trên gương lái luôn. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Xe này Trần Anh đăng clip chi tiết lắm rồi. Thôi thì duyên số chúng ta không đến được với nhau, đành xa nhau vậy, để chờ cho em trai có một cái con xe nào hợp lý Trần Anh sẽ bán cho em. Cảm ơn em trai rất là nhiều đã tặng cho Trần Anh một trái mít, một trái mít đầy lòng nhân ái, đầy lòng tình cảm luôn. Một trái mít cực kỳ là thơm ngon, mít em trai tặng cho Trần Anh. Tuy rằng nó không đáng bao nhiêu nhưng mà đó là một tài sản lớn bên em. Đó, tình cảm mà. Jolly 205 đẹp chưa? Jolly 205 đẹp ngất ngây nha. Bản số 48E05900, xe cực đẹp màu vàng cát. Bên em cũng đã cho dọn xong hết toàn diện rồi nha anh chị nha. Đây là phong dáng con Jolly nè. Đó, đời 205 anh chị ạ. Bề các chân nguyên zin cho xe, bốn vỏ tương đối là mới. Con này hết đăng kiểm rồi, báo luôn, hết đăng kiểm rồi, Trần Anh đăng kiểm mới cho anh chị nhá. Tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu luôn nè, gương chỉnh điện, đồng sơn tấm vỏ đẹp chưa, xe không có một vết trời luôn. Hai cụm đèn là nguyên zin cho xe nè, biểu tượng của Mitsubishi. Đây là phong dáng đây nè. Đó, sau khi Trần Anh đã xử lý qua toàn bộ quay công nghệ làm đẹp hết toàn diện rồi, bề các chân nè anh chị nhìn thấy keng không, đời rất là cao, đời 205 giá cực kỳ là rẻ luôn. Trần đời 205 Trần Anh bán 155 triệu, anh chị đã mua Trần Anh phích mạnh tay cho luôn, phích hết cỡ luôn, phích chừng nào mà không còn gì để phích nữa nha. Đó, anh chị coi ghế là mới keng xà beng, trang bị nè, màn hình nghe nhạc rồi, cam màn hình dê đầy đủ rồi, một màn hình lớn, một màn hình nhỏ nha. Đó, dòng xe máy 2.0 vô lăng là nhìn đẹp không? Nhìn gương chỉnh điện còn đang hoạt động là cảm biến nè, trang bị là cảm biến trên xe luôn, cảm biến dê đầy đủ rồi. Đó, đẹp chưa? Chất xe là siêu đẹp luôn. Mua về là chạy thôi, chất đóng cửa rất là liền lạc. Kết hợp đi với một bộ tem rin cho xe nè, màu vàng cát anh chị nha, sơn rin nè. Sơn rin phụ 75% cho chất xe luôn. Hai cụm đèn, đây là hai cụm đèn đứng nguyên bản cho xe, được ốp inox hết toàn diện rồi. Đó, vỏ xe cua của Jolly nè, 48E05900 nha. Đây là anh chị, phía sau chủ nhà đã trang bị cảm biến dê nè. Đó, cảm biến dê còn đang hoạt động nha. Màn hình cam dê luôn nè anh chị ạ, đầy đủ rồi. Anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Xe này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi, không một dấu hiệu cấn đục đâu nha, đẹp lắm. Đó chị, bốn cánh cửa đều không? Bốn cánh cửa rất là liền lạc. Nước sơn nè, bóng bóng lắm anh chị ạ. Đây nè, phần tắp bi nè. Sơn rin trong cửa còn nguyên thủy nhá. Đây nè, đây là những cái sóng lường nè, không một dấu tích là tông vai hoặc cứng đục luôn. Ghế là sạch chưa? Chủ nhà vừa bọc cho em nó một cái bộ ghế một kem rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống nhá. Máy nổ cực kỳ chắc chắn, dòng xe 7 chỗ đến với tay người tiêu dùng. Nội thất nè, ở trong không một vết trời luôn. Trần nỉ, bọc ni lông cách nhiệt, dàn lạnh. Dàn lạnh nguyên bản cho xe, 6 lỗ thông thoáng lớn nha. Đó, anh chị nào đam mê dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh Auto. Đó, xe cực đẹp, cực chuẩn nè. Màn hình trên, màn hình dưới nè. Máy lạnh đầy đủ hết nha.
Xe này Trường Anh đã test rồi, anh chị coi nắp cửa nè, nắp cửa sunroof phủ hết toàn diện nè, bốn cánh đẹp như nhau nhá. Gạt tàn thuốc nguyên mẻn cho xe luôn, rin nồi nó đam mê dòng cho ly. Alo em, giá cực kỳ là rẻ, 155 triệu anh chị có thể sở hữu được con Jolly sản xuất năm 2005, đời rất là cao. Giá thị trường bên ngoài Jolly đời 2004 người ta đã bán cho anh chị là giá 155 rồi nha, 155 đến 160, nhưng không, đây hôm nay Trường Anh tiếp tục giảm giá nữa, 155 triệu bớt luôn cho anh chị luôn, anh chị tới mua nhiệt tình bớt tiếp, đồng thời bao đăng kiểm hết toàn diện cho anh chị rồi. Con xe này full option, không còn thiếu bất cứ một khoản gì nữa nha anh chị nha. Đó, đam mê thì đam mê dòng này thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô, máy móc nổ cực kỳ khô ráo luôn. Đây anh chị ạ, đây là khách của Trường Anh lên lấy con Nubira nè, vô trong ngồi chơi đi anh, mưa, vô trong ngồi đi mưa. Khách của Trường Anh lên lấy con Nubira nè, đây là ba anh trai chờ từ sáng giờ đây, tại vì còn một hai chỗ là cái cửa kính nó chỉnh hơi khó, Trường Anh đang cho thợ làm nhá. Anh trai đi con xe Kia Morning bản thường, hàng này hàng Việt Nam, 72E04218 đây nè, đi lên tới salon rồi, sáng giờ tiếp khách nhiều lắm, em khen tiếng luôn anh chị ạ. Được phục vụ cho anh chị là niềm mơ ước của Trường Anh ô tô nhé, một thương hiệu là một đẳng cấp anh chị ạ, mãi mãi là vậy thôi. Xen lẫn tình cảm chan chứa trong cuộc sống. Đó, cho ly đẹp chưa, ken xà beng luôn. Con này anh chị mua về anh chị chỉ được sử dụng thôi, phần kính là không có dấu hiệu là chạy trụ luôn, là cái phần kính anh chị coi nè, đó riêng cái phần kính là không có dấu hiệu là chạy trụ luôn nha, giá quá rẻ đi mà, rẻ ơi là rẻ. Nó do ly đó, báo hết rồi anh chị nha. Đây nè, em còn một con dây đời 2001, con này bán kịch kim cho anh chị luôn, 145 triệu, rẻ chưa, ghế nỉ bốn bộ mới, hồ sơ cầm tay. Con xe này gốc ở Sài Gòn, anh chị mua, anh chị nào ở Sài Gòn về nhập rất rẻ nha, nếu mà Sài Gòn nhập ra tên chắc là triệu mấy rồi, rẻ lắm. Ghế nỉ nguyên bản hàng GL anh chị nhá, đây là hàng GL nè, máy móc nổ cực êm luôn. Đó, tắp bi à, vàng lạnh à, vàng lạnh là nguyên bản theo con dây GL nhá, ghế nỉ hết nguyên rin, rin từ NZ. Đó, ở sau ghế không có dấu hiệu là chày xước hoặc rách rưới gì nha, mua về là chày thôi. Đây là phần tắp bi nè, đó đẹp ken chưa, tắp bi cửa nè, bốn cánh đẹp như nhau nha, bốn bộ mới tinh. Đó, dòng dây GL đó, một trăm bốn mươi lăm triệu bớt luôn 5 triệu, đồng thời bao rút hồ sơ và tiếp tục bao đăng kiểm. Đó, vòng vòng không là bớt cho anh chị mình mấy triệu rồi, tính ra chạy ra con này rẻ lắm, rẻ bèo. Xe đẹp ken xà beng, dòng xe đã qua sử dụng, dây Toyota thương hiệu đến từ Toyota nhé. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng nhé. Mời ông anh chờ đuối đúng không, cố gắng đi anh ơi, giờ chịu sướng muốn chịu khổ. Để Trường Anh phỏng vấn anh này cho anh chị xem nha. Anh trai, cho Trường Anh phỏng vấn xíu được không? Rồi, anh chuẩn bị lên màn hình nhỏ của em nhé. Anh trai, khi mà anh trai lên trực tiếp salon do Trường Anh điều hành, anh trai thấy cách làm việc của em và cơ sở, cái quy mô, quy trình bên em hoạt động, anh trai thấy như thế nào và chất xe? Trước tiên thì mình thấy ấn tượng với cái cách hoạt động của cái Tulo của mình. Cái thứ nhất là về cái salon rất là tuyệt vời, có nguyên một đội ngũ chuyên dọn xe, sửa xe, làm một cái địa điểm phải nói là
nói chung là đạt chất lượng theo yêu cầu. Và anh trai lên gặp Trần anh trai thấy tính Trần anh trai thấy như thế nào Trần anh? Dễ tính, dễ gần, thân thiện. Anh trai và con khách phải giới thiệu cho Trần anh nha. Okay. Anh này vui lắm, anh này sáng lên uống 3-4 cử cà phê với Trần anh rồi. Chắc chiều là phải bắt đi nhậu nữa mới được. Bắt cho mấy anh này khỏi về Vũng Tàu luôn. Anh trai đã lên lấy con Nubira. Nhưng mà có một hai chỗ khuyết điểm là thứ nhất là cái kính nó hơi bị rít và chỉnh lại một tí xíu nó hơi kêu cái bánh. Cho nên Trần Anh cho toàn bộ anh em tập trung làm để hoàn thiện, giao cho anh trai để anh trai đi về Vũng Tàu cho anh chị nha. Đó, bên Trần Anh có đội ngũ, những đội ngũ chuyên nghiệp về bên kỹ thuật làm xe nè, bên dọn dẹp nè, bên tư vấn nè, bên bán hàng nè. Và có những cái showroom rất là lớn trưng bày tất cả các mặt hàng xe nha. Ví dụ như Trần Anh nói, ví dụ là Avante nè. Đó, con xe này Trần Anh đăng clip cho toàn thể tất cả bà con rồi đó. Đó, tuy rằng đời 2009 đã qua sử dụng, nhưng mà một khi bên Trần Anh dọn, đẹp như xe mới. Anh ơi, uống gì nữa không? Uống gì nữa không? Toyota Prius nè anh chị à. Đây là xe công vụ của Trần Anh nè. Anh chị có đam mê dòng này không? Đó, Toyota Prius 220 VTC nha. Xe công vụ đây. Con này vừa lên mười mấy triệu tiền đồ chơi rồi. Riêng nội thất thì không phải là bàn cãi đâu. Nội thất đẹp lắm. Đây nè anh chị. Vừa lên cho em nó cái màn hình nè. Màn hình Android nha, trang bị là loa súp. Âm thanh 4D. Rất là nhiều thứ. Đây là con này số tự động. Đời 2020 mới chạy được có 4 tháng nay rồi, Trần Anh mua lại luôn. Thấy đẹp quá. Xe một địa chủ nha. Dòng này thì anh chị đừng có hỏi Trần Anh là có cứng đụng tông ve hay là cái gì trên con xe này không nha. Ghế ở trong nè. Đẹp nè, đẹp nước tây con gà tây luôn, anh chị thấy chưa? Nội thất ở trong cái con này như là xe mới rồi. Anh chị đừng nói là xe cũ nữa. 2020 mới chạy có 2-3 tháng rồi là mua luôn rồi. Mua vô hay một mớ đồ chơi nữa anh chị ạ. Form dáng rất là gấu. 4 vỏ ken xà beng luôn nè. Hai cụm đèn trước rất là dữ rồi. Đó, chị thấy cụm đèn của Toyota chưa? Toyota Vios bạn nghe VTC anh chị nha, số tự động nha. Dòng xe phiên bản cao cấp. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại.